Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với shop Dụng Bá chuyên kẹo chỉ. Hôm nay em quay trở lại là để thông báo với anh em rằng là shop nhà em đã chính thức nghỉ Tết anh em nhé. Chính thức nghỉ Tết và không nhận đơn cho từ nay tới Tết. Đấy, và nhưng mà em vẫn làm cái video mới để duy trì kênh và làm một cái gọi là chương trình khuyến mại nhỏ nhỏ để nhân dịp đầu xuân năm mới để anh em khai trương nó tưng bừng một chút. Đấy, và thông báo với anh em là cái lịch làm việc của cái năm mới. Như anh em đã biết thì nhà em chuyên về dòng kẹo chì nhập FXI Gold. Thì hôm nay cũng được sự ủng hộ và cho phép của cái nhà sản xuất. Đấy, tức là cái sở sản xuất họ hỗ trợ thêm cho bọn em. Đấy là để làm một cái chương trình khuyến mại cho anh em nhân dịp cái đầu năm mới. Đấy, là khi mua 1 cân kẹo chỉ nhập FXI Gold anh em sẽ được tặng thêm 3 lạng 3 nữa. Đấy, vẫn như những cái chương trình khuyến mại ngày trước anh em nhá. Đấy là mua 1 cân sẽ được khuyến mại thêm 3 lạng 3 nữa kẹo chỉ nhập FXI Gold. Đấy, trước khi vào giới thiệu chi tiết về sản phẩm thì xin phép anh em nào đang theo dõi được cái video này của shop nhà em thì rất mong anh em có thể cho em xin một lượt like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác, vì cái kênh này của em nó đang bị mất tương tác anh em nhá. Còn về chất lượng sản phẩm, anh em nào dùng qua hàng của shop nhà em rồi, có điểm nào anh em chưa hài lòng, anh em có thể cho em xin một lượt bình luận góp ý để em cải thiện lại, phục vụ anh em tốt hơn. Còn anh em nào cảm thấy ok rồi thì anh em có thể cho em xin một lượt bình luận ok anh em nhé. Chân thành cảm ơn anh em. Còn về cách thức giao dịch hàng của shop nhà em thì shop nhà em từ trước tới nay vẫn ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Còn anh em lưu ý hàng nhà em là không đồng kiểm anh em nhé. Hàng không kiểm, anh em nào cảm thấy tin tưởng quý mến thì anh em gọi điện đặt mua hàng. Còn anh em nào cảm thấy không tin, sợ bị lừa thì mình có thể qua shop khác. Số điện thoại và Zalo của shop nhà em là 0967827368, 0981739730. Cả hai số điện thoại này đều có Zalo anh em nhé. Anh em có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em tư vấn. Như đã nói ở đầu video thì hôm nay em làm cái chương trình khuyến mại cái dòng kẹo chỉ nhập FXI Gold. Đấy, là khi anh em mua 1 cân kẹo FXI Gold này thì hiện tại đang có giá là 500.000 một cân bao ship. Khi anh em mua 1 cân thì anh em sẽ được tặng thêm 3 lạng 3 nữa, tức là nhận được về là hơn 1 cân 3. Đấy, hơn 1 cân 3 anh em nhá. Đấy. Như anh em nào mà chơi qua hàng nhà em rồi thì anh em đã biết, đây là một cái hộp zin, hộp này là từ nguyên bản ở bên Trung Quốc họ chuyển về. Đấy, có trọng lượng là 6 lạng 6 một hộp. 6 lạng 6 một hộp anh em nhá. Đấy, 6 lạng 6 một hộp như này, hai hộp thì nó sẽ là hơn 1 cân 3. Đấy. Thông thường như anh em hay mua thì anh em mua theo cân thì nó là 500.000 một cân bao ship. Đấy, 500.000 một cân bao ship thì khi trong chương trình khuyến mại này, đấy là anh em nhận được thì anh em sẽ nhận được hai hộp zin như này. Đấy, hai hộp zin như này mỗi hộp trọng lượng là 6 lạng 6, hai hộp là hơn 1 cân 3. Đấy, hơn 1 cân 3 hai hộp anh em nhá. Đấy là anh em chỉ thanh toán là bằng đúng tiền của 1 cân thôi, còn cái phần 3 lạng 3 là anh em được khuyến mại cho anh em nhân dịp đầu năm mới. Đấy. Còn chương trình khuyến mại này thì nó sẽ được áp dụng tới hết ngày mùng 5 Tết. Hết ngày mùng 5 Tết và chương trình bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết anh em nhé. Còn từ bây giờ cho tới Tết thì shop nhà em tạm thời là không nhận đơn. Bởi vì sao? Bởi vì từ nay cho tới Tết, đấy là nó còn khoảng gần 10 ngày nữa. Nó còn khoảng gần 10 ngày nữa anh em nhé. Đấy, và từ lúc đấy cho tới khi mà gửi hàng để anh em nhận được nó cũng rơi vào khoảng 10 ngày nữa. Đấy, thì thời gian nó khá là dài, thời gian nó khá là xa. Đấy, nhiều anh em có khi bây giờ đặt xong đến khi hàng gửi tới lại bảo ô đặt cái gì, cũng mua cái gì đâu. Đấy, thì đầu năm mà nó như vậy thì nó cũng rất là rông. Đấy, cho nên là em chỉ nhận đơn từ khi chuyển sang năm mới anh em nhé. Từ khi sang năm mới thì em bắt đầu nhận đơn, vì cho cái thời gian đặt hàng cho nó gần thì cái thời gian gửi hàng cho anh em nó nhanh. Đấy, thì anh em mới nhớ được là anh em mua cái gì. Đấy, chứ bây giờ mà anh em đặt luôn mà đến khi em gửi được hàng cho anh em thì thời gian nó rất là lâu. Đấy, thì cứ sang năm mới thì anh em đặt hàng là tất cả những anh em đặt hàng là đều được khuyến mại hết. Đấy, riêng những anh em nào đặt hàng FXI Gold này cỡ từ 4.5 cho tới 6.40, đủ kích cỡ anh em nhé, từ 4.5 cho tới 6.40 anh em đều được tặng thêm. Đấy, là đều được tặng thêm, giá là 500.000 hai hộp zin như thế này. Đấy, thông thường như em đang bán hai cái hộp zin như thế này là 650, còn 500.000 là một cân. Đấy, bán theo cân cho anh em là 500.000 một cân, thế nhưng mà trong cái chương trình khuyến mại này thì là 500.000 anh em sẽ được là hai hộp zin như này, tức là anh em được khuyến mại thêm là 3 lạng 3 nữa. 3 lạng 3 nó là 1/3 của 1 cân. Đấy, cái số lượng khuyến mại này nó cũng khá là nhiều. Đấy, nếu mà để tính giá trị bình thường mà khi bán như lúc trước em bán cái hộp nhỏ 3 lạng 3
Đấy, hộp nhỏ 3 lạng 3 thì có giá là 200.000 một hộp bao ship. Đấy, thế nhưng mà bây giờ là sẽ khuyến mại thêm cho anh em cái 3 lạng 3 này. Đấy, mà chỉ tính tiền anh em một cân thôi. Đấy, tính tiền một cân còn khuyến mại thêm 3 lạng 3. Đấy, anh em biết là 3 lạng 3 nó cũng khá là nhiều, cho nên là anh em là mà được khuyến mại những lần trước mà anh em được khuyến mại rồi ấy, thì anh em chắc là cũng biết. Đấy, là nhà em chuyên là mua một cân là sẽ được khuyến mại thêm 3 lạng 3 trong những cái chương trình khuyến mại. Đấy, và trong chương trình khuyến mại này thì chỉ áp dụng cho từ ngày mùng 1 cho tới ngày mùng 5 Tết anh em nhá. Đấy, nên là anh em cắt làm sao cho nó đặt hàng vào đúng cái thời điểm được khuyến mại thì nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Đấy, còn hàng thì nhà em có rất nhiều loại, thế nhưng mà khuyến mại cho anh em cái hàng FX Icon này, vì cái hàng FX Icon này bây giờ cứ tính rẻ ra nhá, là 150, 3 lạng 3 này chỉ tính là 150 thôi. Đấy, 500.000 mà anh em mua được tận 1 cân 3. Đấy, hơn 1 cân 3. Đấy thì nó tính ra nó còn rẻ hơn là anh em mua 1 cân cái loại giá rẻ 350. Đấy, giá hàng 350 anh em mua được 1 cân mà hàng 500.000 là anh em lại được tận 1 cân 3 trong cái chương trình khuyến mại. Thì tức là hai cái loại này giá của nó trong cái thời gian này là nó là ngang nhau. Mà cái chất lượng của hàng FX Icon này độ chuẩn nó cao như nào, chất lượng nó như nào thì anh em chắc cũng đã lắm được. Hàng nó là hàng loại 1, hàng tốt. Đấy, nên là anh em tranh thủ trong cái khoảng thời gian mà đang được khuyến mại này. Thế thì anh em có thể là mua sớm, vì trong cái thời gian khuyến mại đầu xuân năm mới này không hạn chế. Bất cứ anh em nào mua bao nhiêu cũng được, bao nhiêu anh em mua cũng đều được tặng hết. Đấy, trong cứ làm sao là trong 5 ngày Tết, trong 5 ngày từ mùng 1 tới mùng 5 là anh em mua hàng đều được khuyến mại, mua hàng FX Icon đều được khuyến mại hết anh em nhé. Nên là anh em yên tâm là không sợ hết. Đấy, chỉ sợ nó hết thời gian khuyến mại, vì ở bên kia họ thông báo về cho bọn em là khuyến mại đến hết ngày mùng 5 Tết. Thì nhà em cũng khuyến mại cho anh em đến hết ngày mùng 5 Tết. Đấy, anh em có thể là lên đơn trong cái khoảng thời gian khuyến mại để được nhận được khuyến mại anh em nhé. Rồi, ok, chào toàn thể anh em.